Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, vào khoảng thời gian này mỗi năm, các bậc phụ huynh có con vào lớp 1 đều lo ngay ngáy việc chọn trường tốt cho con. Mới đây cuộc đua ấy lại bắt đầu. Vào tối ngày hôm qua 24 tháng 2, tại trường Marie Curie Hà Nội, nhiều phụ huynh đã trầu trực xếp hàng chờ đến giờ mua hồ sơ cho con. Mặc dù trước đó theo thông báo của nhà trường, ngày 25 tháng 2 mới chính thức phát hành hồ sơ tuyển sinh lớp 1 năm học 2023-2024 cuộc đua giành vé vào ngôi trường Marie Curie đã bắt đầu trở nên nóng hơn bao giờ hết. Có thể thấy đây là một hành trình không hề dễ dàng với các bậc phụ huynh có con em đang chuẩn bị hành trang để bước chân vào lớp 1. Cũng như năm trước, năm nay mỗi cơ sở của trường Marie Curie, Kiến Hưng và Mỹ Đình chỉ giới hạn phát hành 360 phiếu dự trải nghiệm, cấp đôi chỉ tiêu tuyển sinh để giảm tỷ lệ trọi, tăng tỷ lệ trúng tuyển cho các em. Bởi học sinh sẽ không được tuyển nếu không dự trải nghiệm, nên dù ngày 25 tháng 2 trường mới phát hành hồ sơ, nhưng phụ huynh không chờ từ nửa đêm hay dạng sáng như các năm trước, mà để chắc ăn, họ đến xếp hàng từ tối nhằm tăng cơ hội sở hữu phiếu đăng ký và hồ sơ dự trải nghiệm. Hiệu trưởng của trường Marie Curie, Nguyễn Xuân Khang cũng có mặt để thăm hỏi chuyện trò cùng phụ huynh. Ngay trong tối 24 tháng 2, một tờ thông báo đã được dán lên bảng, trong đó có nêu. Vì nhiều phụ huynh đến trường rất sớm, nên văn phòng sẽ mở cửa trước giờ làm việc hàng ngày để đáp ứng nhu cầu của mọi người. Trước đó, trong thư ngỏ, gửi phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang chia sẻ niềm xúc động và hạnh phúc khi được đông đảo phụ huynh mong muốn con học tại ngôi trường này. Tuy nhiên, mỗi cơ sở của trường ở Mỹ Đình và Kiến Hưng chỉ đủ lớp để tuyển sinh 180 học sinh, trong đó 128 học sinh vào 4 lớp truyền thống và 52 học sinh vào lớp song ngữ Việt Nam Oxford. Trường phát hành hồ sơ tuyển sinh lớp 1 với giá 50.000 đồng một bộ tại mỗi bộ hồ sơ, nhà trường có hướng dẫn chi tiết những điều cơ bản nhất mà phụ huynh quan tâm. Phụ huynh cần nộp phiếu đăng ký vào lớp 1 ngay để nhận phiếu dự trải nghiệm vào lớp 1 cho con. Nếu mang về nhà, rất có thể hết chỗ dự trải nghiệm. Với quan điểm trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ biết học hành là ngoan, nhà trường sẽ đón học sinh đã nộp phiếu đăng ký vào lớp 1 đến trường trải nghiệm một ngày miễn phí. Thực chất đó là kỳ thi tuyển sinh lớp 1 rất đặc biệt và mọi người biết trước đề thi cùng đáp án. Cụ thể, đề thi là học toán, học tiếng Việt, học tiếng Anh, ăn trưa, ngủ trưa, hoạt động tập thể mô phỏng một ngày ở trường Marie Curie. Đáp án là khả năng tập trung trong giờ học, tự tin và hợp tác với giáo viên, tự lực và có nếp ăn, nếp ngủ tốt, có năng khiếu, năng động và tính đồng đội trong hoạt động tập thể. Số lượng hồ sơ phát ra năm nay là 360 bộ, nhưng trường chỉ tuyển 180 em. Sẽ có một số gia đình không nhận được hồ sơ do quá số lượng. Mong phụ huynh thông cảm nhà trường không thể tuyển quá chỉ tiêu cho phép, ông Khang nói. Thầy Nguyễn Xuân Khang bày tỏ, không kiểm tra, không đánh giá kiến thức và kỹ năng môn toán, tiếng Việt, tiếng Anh. Do đó, phụ huynh không cần đưa con đến các lò luyện thi tiền lớp 1. Tốt nhất, ngay từ bây giờ, bố mẹ, ông bà nội, ông bà ngoại tập trung luyện ăn, luyện ngủ cho con, cho cháu để giành điểm cao ở hai khoản này. Các thứ khác thuộc về tố chất của con, khó luyện trong một vài tháng. Hiệu trường trường Marie thừa nhận rằng, Cuộc đua vào lớp 1 Marie Curie khá gay cấn và chúng tôi thường bị phụ huynh mắng vì họ không giành được một suất dự trải nghiệm hoặc con không trúng tuyển. Nhưng biết làm sao để đáp ứng hết nhu cầu của phụ huynh. Cũng như một vài năm trước, trong khi nhiều phụ huynh rất vui vẻ đi xếp hàng tại cổng trường Marie Curie để mua hồ sơ trải nghiệm vào lớp 1 cho con, thì không ít phụ huynh tỏ thái độ phản đối với cách làm phản cảm của trường khi không áp dụng công nghệ 4.0 trong công tác tuyển sinh, trong đó có việc phát hành và nộp hồ sơ trực tuyến. Được biết, năm nay trường Marie Curie sẽ mở bán hồ sơ trải nghiệm lớp 1 ngay sau 0 giờ ngày 25 tháng 2. Đây là cách làm trên tinh thần thích ứng, linh hoạt, không phụ lòng tin cậy của mọi người. Về phía các bậc phụ huynh, ngay khi nghe tin đã có người đến xếp hàng ở cổng trường Marie Curie Hà Nội để đợi mua hồ sơ xét tuyển vào lớp 1 cho con. Chị Bích Cầm ở Nam Từ Liêm Hà Nội vội vàng đón con rồi di chuyển đến cổng trường. Chị Bích Cầm chia sẻ, hai mẹ con tôi xếp hàng ở đây từ rất sớm. Qua tìm hiểu, xem các clip, cả hai mẹ con đều rất yêu thích và muốn có cơ hội được học ở trường này. Dù đã có phiếu trải nghiệm, tôi vẫn cảm thấy rất hồi hộp, không biết con có trúng tuyển vào trường hay không. Cùng chung tâm trạng như chị Bích Cẩm, chị Nguyễn Vân Anh, cầu giấy Hà Nội, đã lên các hội nhóm, tìm hiểu và được các mẹ đi trước chia sẻ kinh nghiệm rằng việc xếp hàng đăng ký cho con một suất trải nghiệm vào trường này sẽ vô cùng căng thẳng. Chị Vân Anh thở vào nhẹ nhóm khi cầm trên tay tờ giấy hẹn lịch trải nghiệm của con sau 5 tiếng đồng hồ đợi chờ. Chị nói khoảng hơn 7 giờ tối, mình được các mẹ báo đến xếp hàng lấy số cho con. Dù giờ việc nhưng cũng phải chạy vội đến xếp hàng. Người mẹ trẻ thừa nhận, việc đăng ký như vậy cũng có phần bất tiện. Dù vậy chị chấp nhận thức trắng đêm để con có cơ hội tham gia trải nghiệm trúng tuyển vào trường. Chị Vân Anh cười nói, tôi vui mừng khi được mang lại cho cơ hội được vào ngôi trường này. Còn 50% là tùy thuộc vào năng lực, sự thể hiện của con ở ngày trải nghiệm, chị Vân Anh cười nói. Không may mắn như chị Bích Cẩm, chị Vân Anh, nhiều phụ huynh chậm chân đến trường khoảng 12 giờ tối ngày 24 tháng 2, đành phải ra về đầy tiếc nuối vì 360 phiếu trải nghiệm đã được nhà trường phát hành cho các phụ huynh đến sớm hơn. Tình trạng này không chỉ xảy ra tại trường Marie Curie Hà Nội mà ở trường phổ thông thực hành sư phạm nằm trên đường Vũ Hồng Phô, thuộc phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa Đồng Nai cũng đã có tình huống tương tự. Phụ huynh ở đây đều phải trải qua cảnh màn trời chiếu đất để giành giật suất vào lớp 1 cho con em mình. Có thể thấy đây là tình trạng khá phổ biến, xảy ra khá nhiều ở các trường tiểu học trên khắp cả nước. Thưa quý vị, việc xếp hàng lấy vé vạ vật từ tối hôm trước đến sáng hôm sau để dành suất cho con vào lớp 1 không chỉ mới xảy ra trong năm học 2023-2024. Những năm trước đây, phụ huynh có con em chuẩn bị bước sang lớp 1 cũng đã trải nghiệm tình huống tương tự. Cuộc đua vào lớp 1 chưa bao giờ dễ dàng với các bé và cũng không mấy dễ chịu với cả các bậc phụ huynh. Còn nhớ cách đây gần một năm, ngày 12 tháng 3 năm 2022, trường Marie Curie Hà Nội cũng phát hành hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022-2023. Từ 0 giờ, nhiều phụ huynh đã có mặt tại trường để lấy hồ sơ đăng ký dự tuyển cho con. Là một trong những phụ huynh có mặt ở trường sớm nhất, từ trưa đến 0 giờ, tại cơ sở 1 Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, chị Hoài Thu, quận Đống Đa chia sẻ, Tôi mong muốn cho con vào học lớp 1 trường Marie Curie biết thông tin sáng nay nhà trường phát hành hồ sơ tuyển sinh lớp với số lượng không nhiều nên tôi sợ đến muộn một chút sẽ không còn cơ hội. Cũng có mặt để đón tiếp phụ huynh từ 0 giờ, ông Nguyễn Xuân Khang, hiệu trưởng nhà trường cho biết. Từ những năm trước, nhà trường đã có kinh nghiệm về việc này. Phụ huynh sốt sắng muốn có một suất trải nghiệm cho con nên đến rất sớm. Từ nửa đêm đã có vài ba cái xe đến đỗ trước cửa văn phòng, phụ huynh ngủ trong xe để chờ đợi. Vào 5 giờ 30 phút sáng, cô Cao Huệ ở Nam Từ Liêm phấn khởi cầm trên tay tấm phiếu trải nghiệm cho con vào lớp 1. Dù nhà ở gần trường đã lên kế hoạch canh để mua hồ sơ, nhưng cả đêm cô vẫn sốt sắng, hồi hộp không ngủ được. Cô Huệ nói, một giờ nhìn sang trường thấy đèn sáng nhưng tôi không nghĩ đã bán hồ sơ. Đến khi sang đây tôi giật mình thấy rất đông cha mẹ đã xếp hàng lấy số chờ ở ngoài từ rất lâu. Đến lượt tôi là số 250, may mà vẫn kịp mua. Vì yêu trường nên gia đình tôi đã chuyển nhà về gần đây cho thuận tiện đi lại. Ngày nào cũng vậy, hai mẹ con cùng qua trường và mong ngóng từng ngày được học ở Marie Curie, một ngôi trường thân thiện, học sinh văn minh. Tôi đã tham khảo rất nhiều nguồn thông tin, các con của bạn bè tôi học ở đây đều rất yêu trường, yêu lớp. Vì thế tôi cũng ước ao con được đi học vui vẻ như vậy. Là phụ huynh có con đang học tại trường, chú Minh Tuấn, bố của Phương Nghi, 9B4, vẫn tới trường lúc 4 giờ 30 phút để mua hồ sơ cho con gái thứ hai sắp vào lớp 1. Chú chia sẻ, chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ khối tiểu học cho cháu, Bản thân cháu cũng thích ngôi trường này. Cháu thường xuyên cùng chị đến trường tham gia sự kiện, lễ hội, giải bóng, hoạt động gói bánh trưng, Noel. Cháu rất thích và mong nhanh lên lớp 1 để được vào Marie Curie học. Chúng tôi rất ấn tượng với thầy hiệu trường có tâm, trách nhiệm với các con. Các giáo viên luôn đổi mới phương pháp dạy. Con gái lớn yêu trường đến mức bảo thích tới trường hơn ở nhà, yêu cô hơn bố mẹ. Có gia đình còn cho con đến ngắm trường từ tờ mờ sáng. Chú Đình Trọng ở Thanh Xuân kể, dù con đã đỗ một số trường khác nhưng con vẫn trường. Sáng nay tôi đã giữ lời hứa với con là đến mua hồ sơ. Còn kết quả như thế nào thì đợi sự thể hiện của con vào ngày trải nghiệm sắp tới. Tôi nghĩ văn hóa giáo dục của một ngôi trường toát ra từ chính sự chuẩn bị, tiếp đón và thái độ của thầy cô, đội ngũ cán bộ nhà trường. Sáng nay tôi thực sự ấn tượng. Tôi tin nếu được chọn, con tôi sẽ có những trải nghiệm thú vị trong những năm đầu đời tại Marie Curie. Có thể thấy để có được xuất vào học tại ngôi trường này, rất nhiều phụ huynh sẵn sàng bỏ công bỏ việc, thức trắng đêm để xếp hàng lấy một bộ hồ sơ cho con. Mặc dù đã có kinh nghiệm từ nhiều năm trước, thế nhưng hình ảnh bố mẹ xếp hàng trong đêm dưới thời tiết mưa rét của thủ đô vẫn tiếp tục diễn ra, bởi ai cũng muốn con được vào học ở ngôi trường tốt, dù dai nắng dầm mưa cũng phải giành vé đi tiếp bằng được. Con đường học hành của con trẻ luôn là mối quan tâm hàng đầu của các bậc làm cha làm mẹ, vậy nên họ luôn sẵn sàng hy sinh, xếp hàng hàng tiếng đồng hồ để có được ngôi trường tốt cho con mình theo học. Hình ảnh mà chúng tôi vừa gửi đến cũng đã phần nào khắc họa cuộc đua vào trường tốt của các học sinh lớp 1 chưa bao giờ là dễ dàng những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại